Bạch sư cho con hỏi, mỗi lần nhắc đến thân bằng quyến thuộc chư thiên, con cảm thấy xúc động. Con chưa học giáo lý, con chưa hiểu gì, mong sư hoan hỷ vấn đáp cho con. Chưa có học giáo lý, chưa hiểu gì thì đi học giáo lý giùm sư. Tại vì á, cái sự xúc động của mình á, đôi khi nó xúc động do nhân tham, xúc động do nhân sân, xúc động do nhân si, thì nó không xúc động do nhân trí tuệ, không xúc động do nhân tính, không xúc động do nhân tấn. Cái sự xúc động đó, đó là sự xúc động rất là nguy hại, và mình cũng không cần phải quan tâm nhiều. Mà mình cái việc mình cần á, là đi học giáo lý giùm sư. Tại sao một cái đứa con nít á, mà nó bị đứt tai nó khóc, mà một người lớn á, đứt tai không có khóc? Cái cảm giác đau là như nhau, nhưng mà đứa con nít nó chưa có kiến thức, mình gọi là chưa hiểu sự đời á, cho nên là đứt tai tí là nó hoảng sợ nó khóc. À, còn người lớn thì kinh nghiệm nhiều, cho nên là không còn có cái đó nữa. Khi mà quý vị học đạo cũng vậy, học nhiều, biết nhiều, thì quý vị sẽ tránh những cái chuyện gọi là cảm động mà không có biết lý do ha.